mở hộp camera loại mới này nha. Cảm biến chuyển động, lưu trữ đám mây, cái gì kết nối cho support, nó có nghĩa là hỗ trợ xem nhiều người. Đây, cái nắp vặn. Sạc lởm lởm ấy, sạc đi phải chất lượng như cả 1.5 ampere, nhưng mà nhìn đều đều. Đây là cái mã vạch tìm mà mình cài đặt này. Cái củ sạc thì có 1.5A, nhưng mà đấy thì đòi hỏi nguồn là 2A. Được chưa? Chỗ này là gắn thẻ nhớ đấy nha. Multi-set ở đây thì mình gắn thẻ nhớ đây. Mình có cái thẻ 64GB vào tẹt luôn. Đây, lặn thẻ nhớ là vào đây. Đây, nó khởi động lại thì mình xem là hướng dẫn cài thế nào ấy. Quên app. Cài đặt app này nha.
sự hiện thân tinh bản không giới. Đang sự hiện thân tinh bản không giới. Mình từ chối nhé. Vì mình định là lâu lâu không bảo đâu. Kỳ xong rồi nhé. Giờ đây cho thông tin bản không giấy. Còn ok. Mình quét qua cái cam. Cái này. Đang chờ nhận thông tin bản không giấy. Cho cái camera nó đọc cái mạng phải chứ. Bản không giấy. Đang chờ nhận thông tin bản không giấy. Đang chờ nhận thông tin bản không giấy. Đang chờ nhận thông tin bản không giấy.
tiếp theo này. Đang chờ nhận thông tin mạng không dây. Ổ wifi này. Mình thử lại nha. Qua bước đầu mất. Cái này nó kết nối dạng. Đã kết nối thành công với bộ định tuyến. Kết nối dịch vụ đám mây thành công, vui lòng sử dụng. Mình chọn là khách đi. Còn cái nào đó tùy mình nhé. Để thử chất lượng camera thôi. HD đó, nhưng mà cái hình ảnh có vẻ không nét lắm. Chữ con trà đọc được. Alo. Alo. Loa thì ngon. Đây nó ghi là 5 chấm này. 5 megapixel đấy, nhưng mà hình ảnh kém quá. À,
HD còn mờ hơn. Full HD này, Full HD mình xem được thế này thôi. Đó là camera này chất lượng nó hơi tì anh em ạ. Đấy, thì mở gần cho xem. Anh em mua cái Yoshi ấy, nó màu đẹp hơn. Thôi, hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé. Vậy thì hãy mình quay tiếp đi. Em mình review cái camera giám sát về cái này mình mua đâu là 310.000 ấy. Các anh em mở video xong.